Ngài là ai vậy? Vì sao lại tới nhà của tôi? Đại nương, nhiều năm trước bà giặt quần áo ở bên bờ sông, ta đi câu cá ở gần đó, ngày nào bà cũng cho ta ăn cơm đó. Thật ra người ăn cơm của tôi thì nhiều lắm, làm sao mà tôi nhớ được hết. Ta là Hàn Tín. Hàn Tín? Ờ. Không thể nhớ được. Không sao hết, ta vẫn nhớ. Được rồi, tôi phải làm việc đây. Ngài đó, đừng có làm phiền tôi nữa, tôi phải đi giặt quần áo. Đại nương, Hàn Tín tới để thực hiện lời hứa năm xưa của mình, đa tạ những bữa cơm của bà. Xin hãy nhận của Hàn Tín một lời. Cho tôi sao? Ờ, không cần phải giặt quần áo nữa. Ta đói rồi, có gì ăn không? Đứng dậy đi. Đây nào. Quý đào, Quý đào, bộ giúp ta lấy mấy bộ quần áo này vô. Tên đó quay lại rồi. Nè, mau đem vô hết cho ta, ta phải đi trốn mấy ngày. Còn ngay ra đó làm cái gì? Nằm đó cái tên tiểu tử. Lần này đại dương quay lại, thực sự là để giết tôi sao? Đại dương, năm đó tiểu nhân có mắt không trồng, đã làm nhục đại dương ngài. Mong đại dương không tính toán chuyện cũ, xin hãy tha cho tiểu nhân đi. Hả? Chui qua đây. Ta sẽ tha cho người. Dạ, tôi sẽ chui qua. Tôi chui, ngài sẽ tha cho tôi chứ? Tôi chui qua thì ngài sẽ tha cho tôi. Tôi chui qua thì ngài sẽ tha cho tôi. Ngẩng đầu lên. Ngươi còn làm đồ tể không? Có. Ta sẽ cho ngươi đầy đủ cơm ăn áo mặc cả đời, cho con của ngươi học chữ. Hãy tốt với phu nhân của ngươi. Hả? Hãy sống cho tốt. Ta đại dương, thank you.
đi. Đi đứng kỳ vậy. Hả? Nè, nhìn gì vậy? Đa tạ. Trời sắp mưa rồi, mau về nhà đi. Trời đẹp như thế này, mưa làm sao được chứ? Huynh ngồi đây nguyên cả buổi chiều để làm gì vậy? Xem kiến. Huynh lớn chừng này rồi mà còn xem kiến đánh nhau, đã vậy còn coi nguyên buổi chiều. Kiến cũng có ý nghĩa đó. Cô nhìn chúng đánh nhau đi. Bị dây không loạn, thủ mà không quản, bao dây hai cánh, tất có sách lược. Vậy không giống chiến tranh sao? Huynh đúng là một quái nhân. Tôi là Quý Đào. Quỳnh tên là gì vậy? Hàn Tín. Hà Tín. Sao Quỳnh lại biết là trời sắp mưa vậy? Quỳnh biết xem bói sao? Ta biết đó. Quý Đào, sắp mưa rồi, chúng ta đi về thôi. Về liền, về liền. Vậy tôi đi trước nha. Được. Đa tạ. Đi thôi, mọi người mau đi theo tôi. Quý Đào cô nương, Quý Đào cô nương. Thịt này bao nhiêu tiền một cân vậy? Đi 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 đi. Bao nhiêu tiền một cân đang hỏi ông đó? Quý Đào cô nương. Cái đồ thần kinh. Đi nào, con muốn cha mua cái gì cho con? Cha, con muốn con ngựa. Được. Có đẹp không? Ừ. À, lão đệ, ngựa cỏ này bán sao vậy? Quỳnh thấy nó đáng giá bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Ta thấy đáng bao nhiêu tiền hả? Ngươi bị thần kinh rồi sao? Đi, cha dẫn con qua bên kia mua. Con muốn mua, con muốn mua. Quý Đào, nhìn kìa, là công tử khờ của cô đó. Tôi nói gần đây sao không thấy Quỳnh ấy đâu? Thì ra ở đây. Đi, qua đó coi đi. Nhìn bắp cải nè, ngon lắm đó. Xin mời. Mua rau xanh đi. Nè, Quỳnh nói là Quỳnh bán ngựa, thì ra là cái này hả? Ngựa cỏ thì cũng là ngựa mà. Ừ, vậy cũng phải. Ngựa này còn biết chạy đúng. Tặng cho cô. Đánh ra. Ôi đại ca. Ôi đại ca ơi. Hả? Đại ca không ổn rồi. Thằng khờ đó lại tới nữa. Là còn liếc mắt đưa tình Quý Đào cô nương nữa kìa. Hắn đang bày bán bên đó đó. Vậy nữa hả? Mau, mau qua coi đi. Đi, mau lên. Ở đó, thấy chưa? Quý Đào cô nương đang ở đó. Đa tạ Quỳnh. Nhanh lên. Cũng giống thật đó. Nè. Tiểu tử, ai cho phép ngươi bày đồ bán ở đây hả? Không ai cho bán hết. Ta không cho ngươi bán. Ông là ai vậy? Ta. Hắn hỏi ta kìa. Thiệt là ta nói cho ngươi biết,
hù chết người đó. Ê, người muốn đi hả? Trễ rồi. Đưa tiền đây rồi mới được đi. Không bán được lấy một con nữa. Ở đâu ra tiền? Không có tiền. Không tiền thì có thể lấy đồ đổi hả? Phải đó. Phải đó. Mấy thứ đồ trẻ con này nếu ông thích, tặng cho ông hết đó. Chơi trò quái đản gì vậy hả? Mấy thứ này dùng để chui đít còn không đáng nữa kìa. Đúng đó. Thứ mà ta nói là cái mà ngươi đang đeo ở trên người đây. Đồ của nhà truyền lại, không đáng xem đâu. Không, ta nhất quyết phải xem đó. Đưa đây. Đưa đây. Kiếm cũng khá đó, nhưng mà lão già đây thấy người đeo cây kiếm đi đi lại lại trên phố mà thấy ngứa mắt. Nếu như thấy ngứa mắt thì nhìn chỗ khác đi. Ê, ngươi còn muốn lượm mấy cuốn sách nát này nữa hả? Hả? Ngươi không biết là hoàng đế đã hạ lệnh toàn quốc đều phải đốt sách nho, vậy mà ngươi còn to gan trừng mắt ra đọc sách. Gan của ngươi cũng không nhỏ đó hả? Đúng đó. Chuyện đúng lớn đó. Như vậy mà ông cũng biết. Cuốn sách này đáng đốt thì cứ đốt. Ê, vậy ta hỏi ngươi ha, ngươi có biết cái kiếm này dùng để làm cái gì không? Công dụng của kiếm không ít. Hôm khác chúng ta bàn luận. Tôi phải về nhà rồi. Nè, giờ ta đang hỏi ngươi mà. Trợn mắt hả? Dám trừng mắt nhìn ta. Được rồi, bây giờ ngươi đang ngông lên chút rồi đó. Ta nói cho ngươi biết, kiếm là vật khát máu, là để giết người đó. Được, ta biết rồi. Ta đi được chưa? Thế không được. Nếu như ngươi đã biết kiếm này dùng để giết người, vậy ngươi không thể cứ đeo mãi mà không dùng. Ngươi đã có gan đeo thanh kiếm này thì cũng phải có gan để mà giết người. Được, bây giờ ngươi hãy dùng thanh kiếm này giết chết ta đi. Ta không giết người. Khoan đã. Nếu như hôm nay ngươi không dám giết ta, vậy thì ngươi hãy từ háng của lão già đây chui qua đi. Chui mau đi. Chui đi chứ. Chui mau. Chui mau đi. Mau chui đi chứ. Nhìn bộ dạng ngươi kìa. Chui đi, chui đi. Chui đi. Chui xong rồi thả ngươi. Chui đi. Mau chui đi. Chui đi. Mau chui đi chứ. Chui đi. Chui mau lên. Chui đi. Chui cái gì? Chui đi. Chui đi. Chui đi. Chui đi rồi thả ngươi đi. Nhanh lên. Để lên. Chui đi. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Chui đi. Chui qua đây. Nắng kìa. Chui qua đâu chứ? Qua không được rồi hả? Chui đi. Đại gia, đại gia. Chui qua đây. Đâu, đại gia. Trời nhìn hắn kìa. Đại gia, đại gia. Đại gia, đâu, đâu. Nhìn hắn kìa. Nhìn bộ dạng của hắn kìa. Chui đi. Chui cơm mà. Chui qua luôn, chui qua luôn đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng thôi. Không phải thông thường đâu. Chú thiệt kìa. Chú thiệt là kìa. Đúng là phí cơm. Nhục quá. Đúng là đồ bỏ đi. Hmm?
phải đi kiếm đại ca. Quý Đào, cô đừng khóc nữa. Bà lão à, bà làm cá của con sợ chạy hết rồi. Cái cậu này thiệt, cần câu của cậu không có lấy một miếng mồi, không câu được cá lại còn trách tôi nữa. Có mồi chứ, nhưng mấy con cá gian xạo quá ăn hết mồi rồi vẫn không cắn câu. Hả? Vậy cậu còn đợi làm gì? Còn không mau đi tìm mồi khác tới câu đi. Không vội, trên cần câu vẫn còn mùi của mồi mà. Ê, 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 ê. Bà lão. Cá ơi là cá, thế giới này vốn không công bằng. Không phải là ta ăn ngươi thì ngươi sẽ ăn ta, nhưng mà nếu ăn ngươi thì cũng đâu có no. Nè cậu à, cậu đói rồi phải không? Cái này cho cậu. Con không đói, con câu được mà. Còn câu được hả? Tôi thấy cậu ngồi câu cả ngày rồi mà có thấy con cá nào cắn câu đâu. Cậu đó, hay là cứ ăn đi. Cầm đi. Con không đói, không đói mà. Cậu cầm đi mà. Câu được mà, không đói đâu. Nè, cậu thanh niên, ngày nào tôi cũng đi tới đây giặt quần áo. Tôi tuổi đã cao rồi, sức ăn cũng không bằng trước nữa. Nếu như cậu đói thì buổi chiều cứ tầm giờ này cứ tới đây tìm tôi. Chạy lên, tôi van xin ông hãy tha cho nó đi. Sắp loạn rồi. Tôi van xin các ông mà. Nè, chàng trai trẻ, nói cho cậu biết là công việc của tôi đã làm xong hết rồi. Ngày mai tôi sẽ không tới đây nữa. Về sau này cậu nên tìm một nơi khác để kiếm cơm ha. Lão bà, đợi tới ngày tôi được nở mày nở mặt, nhất định sẽ trả ơn. Trả ơn? Ừ. Tôi cho cậu miếng ăn là mong báo đáp sao? Tuổi còn trẻ như vậy thì làm cho ra làm, chứ đừng có động tới là nghĩ chuyện lớn. Tôi thấy một thanh niên trai tráng như cậu chịu đói tội nghiệp, cho nên mới cho cậu cái bánh để ăn, chứ không chờ nhận báo đáp gì đâu. Bất cứ một ai
cũng mong được nở mày nở mặt. Nhưng mà nếu như chỉ có ngồi mà nghĩ thì cũng chỉ bằng lòng sống cho qua ngày. Chàng trai trẻ như vậy thì sẽ không làm được cái gì đâu. Nóng nữa. À, vô đi, đúng, đúng là đáng đồng tiền. Vô đi. Phải đó. Thôi tiếp theo lại. Sao không sao? Đâu chút là hết rồi hả? Rồi tới phiên huynh, vô đi, vô đi. Vô đi, vô đi. Tới phiên huynh, tới phiên huynh rồi. Vô đi. Ờ. Tới phiên ngươi. Đang làm gì vậy? Chẳng phải vì chuyện đó hay sao? Chuyện gì chứ? Hê, huynh không nhận lệnh trưng binh sao? Có chứ. Của quan gia hay là của bên đó? Còn bên đó nữa hả? Hạng Lương Công đó, ông ấy cũng đã phát lệnh trưng binh khắp nơi. Vậy tại sao lại dập đứt cánh tay? Tốn 3 đồng để dập đứt hai ngón tay, không thể kéo cung được thì sẽ không bị trưng binh. Còn nếu 5 đồng á, kìa, dập đứt cánh tay, 3 tháng sau là có thể lạnh. Đừng có bỏ lỡ hai chuyện này. Hiểu đàn chút nha. Rồi, người tiếp theo. Người tiếp theo. Tôi. Đang chịu đau à? Chỉ một chút thôi. Để cho chắc nha. Có làm không? Ngươi có làm không? Sao đứng đợi ra đó, có làm hay không? Bước vô đây đi, có đập hay là không? Ê, tao muốn chém người đó. Các ngươi đều là thứ hèn nhát. Bị bệnh rồi, bị bệnh rồi, bị điên rồi, bị điên rồi, có đập không? Đập thì bước vô. Bây giờ khắp nơi đều đang loan tin lại sắp đánh nhau rồi. Nhà ai cũng có huynh đệ, không biết lại có bao nhiêu người chết đây. Tại sao cứ phải đánh tới đánh lui như vậy chứ? Nếu như chỗ chúng ta có đánh nhau thì cô có dự tính gì không? Tôi không có cả một người để cùng bàn bạc thì có dự tính gì? Có điều ai làm hoàng đế thì cũng phải dệt vải may áo, cho nên cứ tiếp tục làm việc của mình là được rồi. Quý đào, cô nhìn kìa, người để cô cùng bằng bạc tới rồi. Mùi ra ngoài chút đi, tao muốn được nói với mùi vài câu. Không nói ở đây được sao? Ta sắp đi khỏi đây. Huynh sắp đi, nhưng bây giờ ở bên ngoài khắp nơi đều có đánh nhau. Ai cũng không thể biết được ngày mai xảy ra chuyện gì. Nếu như đã không còn yên ổn nữa, ta muốn nhân thời cơ này để làm một điều gì đó. Ta không muốn phụ lại bầu nhiệt huyết của một nam nhi. Vậy khi nào thì huynh sẽ đi? Ngày mai. Nếu như huynh đã quyết định như vậy rồi thì huynh còn tới đây tìm muội làm gì chứ? Quý đầu, ta muốn nói với muội một câu thôi. Huynh nhất định phải đi sao? Đúng vậy. Có còn trở về không?
cũng không biết nữa. Xưa nay muội chưa bao giờ nhìn thấy Quỳnh rút kiếm ra. Quỳnh có bảo vệ được mình hay không? Chuyện ta muốn làm không chỉ là bảo vệ bản thân mình đâu. Xem ra thì muội đã lo lắng quá thừa rồi. Chí hướng cô Quỳnh chính là thiên hạ đang tranh giành vị thế. Vậy muội biết phải làm sao đây? Chờ ta. Huynh trưởng. Huynh trưởng. Ai đó? Huynh trưởng. Cậu là ai? Tổ tổ. Đây là Hàn Tín. Đã khuya rồi, có chuyện gì không vậy? Để có vài lời muốn được nói với huynh trưởng. Huynh ấy có nhà không? Ông ấy đã ngủ rồi. Nếu cậu có chuyện gì nói với ông ấy thì cứ nói với tôi cũng được. Nói đi. Tổ tổ, Hàn Tín ngày mai sẽ đi đầu quân rồi. Đêm nay tới từ biệt. Cậu nói nghe mắc cười quá. Người ta ai cũng đều lánh nạn, cậu lại đi đầu quân. Tôi thấy cậu lạ hơn với mọi người rồi đó. Đa tạ huynh tổ đã chăm sóc cho Hàn Tín trong thời gian qua. Bảo trọng.